vào. Nó là Grealish chọc của Tuấn Anh. Grealish chọc từ Tuấn Anh. William vẫn đang defend. Liam vẫn đang chống trả. Xin nhắc lại, Tuấn Anh đang dẫn trước với 9 điểm. Là một lần nữa là Redneck Chalk cho Tuấn Anh. Tap out. Còn như vậy là chiến thắng submission Redneck Chalk cho Nguyễn Tuấn Anh. Over under. Chơi số 1, trọng tài tuyên bố và sẽ góp mày đỏ cho chiến thắng. Make one under 73 kilo male wide Vũ Văn Diệu, Brissi Bara, Trần Hoài Nam, Silverback MMA. Thẳng lên, 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 thẳng lên
Under 85 kilo male wide. Seth Rodebeck. Akan. Hoàng Đình Bảo. UPF.